Khoảng 7 giờ sáng ngày 21 tháng 6, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nhận được tin báo của một nhân viên công ty bất động sản về việc phát hiện 3 người nằm bất động trong văn phòng công ty. Trong đó 2 người tử vong được xác định là anh HHB sinh năm 1985. Thông tin trên báo Lao động, người này xác định là giám đốc công ty và LTH sinh năm 1990. Một người sau đó được đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường. Thông tin ban đầu, vụ việc chưa xuất hiện dấu hiệu tội phạm, khả năng cao là những người này có dấu hiệu đột quỵ do sốc ma túy. Ngày 21 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Minh, nguyên trưởng ban kiểm soát Sadeco để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Đồng thời, khởi tố bổ sung tội danh trên đối với 5 bị can, nguyên thành viên trong hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát và kế toán trưởng Sadeco. Thông tin ban đầu, các bị can này vừa bị khởi tố vì liên quan đến sai phạm trong việc sử dụng số tiền từ nguồn tiền thù lao và quỹ khen thưởng của người đại diện vốn không chuyên trách trong các năm 2016, 2017 và 2018. Trước đó, các bị can đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Liên quan đến việc xe tải công ty nhựa Duy Tân vào trung tâm thành phố Đà Nẵng mà không được kiểm soát ngày 21 tháng 6, lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu xử lý trách nhiệm của ca trực. Trước đó, ngày 11 tháng 6, xe tải của công ty cổ phần nhựa Duy Tân từ thành phố Hồ Chí Minh chở hàng ra Đà Nẵng đi qua chốt kiểm soát dịch không được ai kiểm tra. Sau đó, tài xế xe tải này lây nhiễm Covid cho bảo vệ của công ty cổ phần nhựa Duy Tân và gây ra chùm lây nhiễm tại quận Thanh Khê. Liên quan vụ việc, ông Lê Thanh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện sở đã trích xuất dữ liệu giám sát hành trình của xe và giao cho Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục xử lý. Ngày 21 tháng 6, Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng trồng trái phép hơn 2.600 cây cần sa. 2 đối tượng bị tạm giữ là Nguyễn Văn Hải sinh năm 1972, trú tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song và Lê Thanh Tâm sinh năm 1983, trú tại phường 2, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, Hải khai nhận vào đầu tháng 6 năm 2021, Hải được một người đàn ông tên Hiển thuê phụ trồng chăm sóc cây cần sa với tiền công 300.000 đồng một ngày. Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Hải rủ thêm Tân đến cùng làm. Đến ngày 20 tháng 6, trong lúc Tâm, Hải, Hiển đang chăm sóc cây cần sa thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật, nhưng Hiển đã nhanh chân bỏ trốn.